Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Công an đã bị ông Vượng điều khiển như con rối hay có tật thì giật mình. Tin đồn về ông Phạm Nhật Vượng, tại sao Bộ Công an phải sốt sắng vào cuộc mà không để nó tự hết như vậy? Hay trong đó có phần sự thật là chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam muốn giấu người dân? Vào chiều ngày 11 tháng 7, ông Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam, thông tin về việc xác minh một số tài khoản mạng xã hội đăng tin cá nhân đứng đầu doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất định đối với thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bị áp dụng một số biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Và Bộ Công an đã lập tức xác định được 10 tài khoản cá nhân có hành vi đưa thông tin thất thiệt liên quan đến tập đoàn Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng. Đây chỉ là cách làm của Việt Nam mà không nước nào làm đến như thế, vì họ có quyền bình luận. Đây là hình ảnh chính quyền quyết hốt những ai mà họ cho phát tán tin đồn. Theo ông Trung tướng Tô Ân Sô, lực lượng chức năng của Bộ Công an đã xác minh, làm rõ, chuyển hồ sơ sang Sở Thông tin và Truyền thông của Hà Nội xử lý theo quy định của pháp luật đối với Tô Vĩ Hoàn, sinh năm 1984, sống tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, có hành vi đưa thông tin thất thiệt liên quan đến tập đoàn Vingroup. Bộ Công an nhận định việc làm trên ảnh hưởng đến uy tín, quyền lợi, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, tác động xấu đến thị trường chứng khoán trong nước. Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đang xác định, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật đối với 9 cá nhân ở 7 tỉnh, thành phố đã đưa thông tin thất thiệt về việc ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm xuất cảnh. Như vậy là Bộ Công an làm mạnh tay với những người tung tin. Điều này làm cho nhiều người càng nghi ngờ hơn về động lực của Bộ Công an là gì khi mạnh tay với một số tin đồn vô thưởng, vô phạt như thế. Có người nghi ngờ là ông Phạm Nhật Vượng bỏ tiền ra để điều khiển Bộ Công an xử lý những người tung tin đồn thay cho ông chủ Vingroup. Điều này trước đây đã từng xảy ra với những chiếc xe bị tai nạn, bị cháy, bị hỏng của công ty Vingroup, đó là những chiếc xe VinFast. Ông Phạm Nhật Vượng là một trong 7 tỷ phú của Việt Nam theo danh sách của tạp chí Forbes của Mỹ công bố vào hồi tháng 4. Ông Vượng cũng là người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra, chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng là nhân vật giàu nhất Việt Nam khi sở hữu tới 6,2 tỷ USD. Như vậy, việc bỏ tiền ra mua Bộ Công an điều tra cho ông là một thứ không thể nói rằng là có thể không xảy ra. Đây là hình ảnh ông Tô Ân Sô, người thông báo của Bộ Công an bắt những người tung tin đồn. Năm qua, tài sản của Phạm Nhật Vượng sụt giảm. So với năm ngoái, khối tài sản của ông Vượng giảm 15% và tuột 67 thứ bậc. Ông Phạm Nhật Vượng sinh năm 1968 là sáng lập viên của tập đoàn Vingroup. Sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật kinh tế địa lý tại trường đại học Moscow ở Nga, ông Vượng chuyển đến Ukraine. Ở đây, ông thành lập công ty thực phẩm Technocom, chuyên sản xuất mì ăn liền và khoai tây nghiền. Vào năm 2009, ông Vượng bán công ty thực phẩm cho một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới, Nestle, với cái giá không được tiết lộ. Vào năm 2001, ông Vượng trở lại Việt Nam để kinh doanh bất động sản. Đến năm 2012, ông sáng lập Vincom và Vinpearl thành Vingroup và tạo nên một thế lực lớn như ngày nay. Ở Việt Nam, nhiều khi thông tin mật được các công tay trong tuồn ra ngoài để phục vụ mục đích đấu đá lẫn nhau trong nội bộ. Những toàn tính của nhà cầm quyền còn đang trong vòng bí mật mà bị lộ như thế thì phía chính quyền cũng lồng lộn lên. Do vậy, nên với thái độ cứng rắn có phần hung hăng của nhà cầm quyền với một tin đồn không đáng quan tâm lắm thì đây là một câu hỏi đang được đặt ra. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng. Như vậy, thái độ của nhà cầm quyền như thế là có hai khả năng. Một là họ bị ông tỷ phú giàu nhất Việt Nam điều khiển, mượn tay chính quyền để dẹp tin đồn, nhắm vào ông vì tin đồn ông bị bắt thì cổ phiếu của dòng Vin cũng sẽ bị mất giá theo. Cho nên, giá nào ông Vượng cũng phải chi. Hai là rất có khả năng chính quyền điên tiết vì tin mật đã bị lộ ra ngoài quá sớm, nên họ mới nhảy dựng lên như thế. Không biết thái độ của chính quyền rơi vào khả năng nào, nếu thời gian tới ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh thật
thì xảy ra khả năng thứ hai, nếu ông Vượng không bị cấm xuất cảnh thì Bộ Công an đã bị ông Vượng điều khiển. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đào Ngọc Dung lộ liễu sơi bia mộ của liệt sĩ vô danh, ông Tổng tính sao đây? Vào ngày 5 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Lao động và Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung có buổi làm việc với đoàn công tác tỉnh Quảng Trị về công tác lao động, người có công nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Và ông này đã có một đề xuất rất khó hiểu. Đó là đổi tên liệt sĩ vô danh thành liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Và năm 2023 phải hoàn thành việc điều chỉnh thông tin này. Lý do mà ông Đào Ngọc Dung đưa ra cho quyết định này là không liệt sĩ nào là vô danh, những liệt sĩ đều có tên tuổi, quê quán. Vì vậy, việc ghi tên bia mộ cần phải nghiêm túc thực hiện, thống nhất trên những tấm bia này là liệt sĩ chưa xác định được thông tin, không thể là vô danh nữa, ông nói. Đây là hình ảnh ông Đào Ngọc Dung. Thực ra, từ vô danh thành liệt sĩ chưa xác định được thông tin chẳng khác nhau mấy về mặt ý nghĩa. Cụm từ mới có phần dài dòng và mơ hồ, mục đích là để xuất ngân sách mà thôi. Mà nói tới tiền thì trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có rất nhiều tiêu cực và từ đây có thể tham nhũng làm giàu. Vào ngày 8 tháng 7, theo chỉ đạo của ông Đào Ngọc Dung, lãnh đạo Sở Lao động và Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết họ đang tiến hành việc thay đổi thông tin trên bia mộ liệt sĩ theo quy định. Theo đó, sẽ có 24.720 người mộ cần phải thay đổi thông tin trên bia, trong đó có 20.501 bia mộ đang ghi là mộ liệt sĩ chưa biết tên hoặc mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Để thực hiện việc thay đổi, Sở Lao động và Thương binh Xã hội Quảng Trị đã có tờ trình đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hỗ trợ kinh phí cho tỉnh khoảng 13,8 tỷ đồng, tức là 650.000 đồng trên mỗi người mộ. Trong 2 năm 2021 đến 2022, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện chuẩn hóa thông tin 6.892 bia mộ liệt sĩ với tổng kinh phí là 4,51 tỷ đồng. Để hoàn thành bia mộ, tỉnh Quảng Trị mới đây có văn bản đề nghị Sở Lao động và Thương binh và Xã hội tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho tỉnh trong năm 2023 để hoàn thành việc khắc lại và điều chỉnh thông tin lên tới 13.591 bia mộ liệt sĩ, còn lại với tổng kinh phí là gần 9 tỷ đồng. Đây chính là tiền thuế của nhân dân. Đây là hình ảnh vẽ dự án rất lộ liễu. Theo ông Lê Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Lao động và Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Trị, tại Quảng Trị trong thời gian qua không dùng từ mộ liệt sĩ vô danh mà dùng từ mộ liệt sĩ chưa biết tên hoặc mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Địa phương hiện nay có 20.501 ngôi mộ liệt sĩ chưa biết tên. Trước đây khắc như thế nhưng giờ theo nghị định của Chính phủ thống nhất khắc chữ rằng mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Trước đó tại cuộc họp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Quảng Trị, Bộ trưởng Bộ Lao động và Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung chỉ đạo quyết liệt thực hiện việc đổi tên bia mộ. Trước thông tin này, trên mạng xã hội cũng đã xuất hiện một số ý kiến cho rằng việc thay đổi nội dung bia mộ liệt sĩ là không cần thiết và tốn kém. Đặc biệt, việc thay đổi thông tin nói trên không khác nhiều so với bia mộ cũ cả. Ông Trung Ngọc Anh đã từng vẽ dự án nghiên cứu kit test COVID-19 để hợp thức hóa vai trò gian lận của công ty Việt Á với số tiền là gần 20 tỷ đồng. Các quan chức của Bộ Khoa học và Công nghệ đã chia nhau số tiền này. Tuy nhiên, dự án của Trung Ngọc Anh không lộ liễu như dự án đổi bia mộ tốn kém, vô ích của ông Đào Ngọc Dung. Đây là vấn đề tiêu cực. Những đồng tiền thuế của dân đã bị chi tiêu một cách hoang phí vô cùng. Ông Nguyễn Phú Trọng đã từng trừng trị nhiều quan chức tham lam, hối lộ và nhận tiền. Thì ông cũng cần phải điều tra xem xét dụng ý của ông Bộ trưởng Bộ Lao động và Thương binh Xã hội này là gì. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng tính sao với ông Đào Ngọc Dung đây. Đây chính là hành động lợi dụng người đã khuất để trục lợi. Về mặt đạo đức, quyết định này có vấn đề. Về mặt pháp luật thì lại càng có vấn đề hơn. Vẽ ra dự án để ăn tiền chính là hành động phá hoại. Phá hoại công sức của người dân làm ra đồng tiền, đóng thuế cho chính quyền, để rồi chính quyền để cho những kẻ như thế phung phí